Vâng, chuyện nóng ngày hôm nay xin được bắt đầu với sự công kích vô lý của một bộ phận người dùng mạng vào những đứa trẻ, những em bé nổi tiếng. Mới đây nhất là một em bé mà khi mới xuất hiện thì đã khiến người ta phải phát cuồng vì sự dễ thương của em. Và bỗng nhiên trên trời rơi xuống một group, một nhóm những người anti em với số lượng thành viên tăng trưởng nhanh chóng. Và cái điều kỳ cục ở group này đó là câu hỏi để được làm thành viên của nhóm. Bạn có chửi admin hay không? Nếu mà trả lời là không ấy thì mới được vào. Và khi vào đến group này rồi thì thực tế lại chứng minh một điều ngược lại với câu hỏi cam kết ban đầu. Có tới 99% các nội dung là phản đối group hay là anti ngược lại admin, và tất cả đều bảo vệ em bé 2 tuổi này. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu group này được lập nên chỉ để tạo xu hướng và đổi tên miền rồi bán lại lấy tiền. Nhưng nó lại đi xa hơn thế khi mà công cụ để làm điều đó lại nhắm vào trẻ em, một em bé mới chỉ 2 tuổi mà thôi. Và như một kết quả tất nhiên phải đến, group này đã biến mất trên mọi nền tảng vào ngay sáng ngày hôm nay thôi. Hệ lụy của bạo lực mạng với những đứa trẻ dẫn đến những tổn thương về sức khỏe tinh thần ở trẻ. Ở thời điểm hiện tại là sự nhòm ngó khó hiểu và sự quan tâm không cần thiết của những người lạ khi mà các bé ra đường. Còn khi các con lớn lên, sẽ cảm thấy thế nào đây nếu hình ảnh ngày bé của mình từ chuyện ăn, chuyện ngủ, tắm giặt cho tới đi vệ sinh cũng bị lưu lại trong một group anti mà chính các con cũng không hiểu là mình đã làm gì sai. Và bây giờ hãy để một chàng thanh niên mà trước đây cũng từng là tâm điểm của truyền thông, một tài năng nhí, hãy xem anh ấy đã cảm thấy thế nào vào thời điểm mình nổi tiếng. Đó chính là Quang Anh, quán quân của The Voice Kids 2013, mà bây giờ chúng ta hãy gọi anh ấy là nghệ sĩ Ryder. Xin chào Ryder, bây giờ em hãy thử nhắm mắt và quay ngược lại thời gian hơn 10 năm trước lúc em được trao quán quân The Voice Kids, thì khi đó cuộc sống của em đã thực sự thay đổi như thế nào? Thì đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị cũng như là tất cả mọi người khán giả đang xem chuyển động 24 giờ. Khi mà sau khi chương trình xong thì thật sự có quá nhiều điều mới mẻ và quá nhiều thứ đến với gia đình em, nên là gia đình em cũng gần như là chuyển sang một cái cuộc sống rất là mới. Như mọi người hay nói với em, người bé là người của công chúng ấy. Thì thật sự thì em cũng có ý thức cái việc là mình là người của công chúng, mình cần phải khác với mọi người hơn, bởi vì là mình còn phải đi diễn, vừa cân bằng giữa việc học và việc đi diễn. Lúc đấy đang có rất là nhỏ nên là em không có để ý quá nhiều về là có mệt hay không, nhưng em chỉ có biết là lúc đấy mình thật sự rất là hạnh phúc khi mà mình được đứng trên sân khấu và hát cho tất cả khán giả nghe. Thì đấy là cái cảm xúc duy nhất mà em cảm nhận được trong suốt một quá trình sau khi em nổi tiếng. Nhưng mà nếu được quay ngược lại thời gian thì Ryder có muốn thay đổi điều gì đó không với sự nổi tiếng của mình khi đó? Nếu mà được làm lại thì em nghĩ là em sẽ không làm lại đâu. Bởi vì thật sự là những gì mà em đã trải nghiệm qua nó đã một phần nào đó giúp em trở thành Ryder ngày hôm nay để có thể đứng trên sân khấu cháy cho mọi người thấy ạ. Cảm ơn em, cảm ơn Ryder Quang Anh. Và câu quan trọng nhất là đây ạ, nếu được làm lại thì em vẫn muốn nó diễn ra đúng như thế. Nhưng đó lại là may mắn của Quang Anh. Những tài năng nhí của chúng ta có thực sự hiểu được sự nổi tiếng là gì hay không? Nó đang thay đổi cuộc sống của các em như thế nào hay không? Thì dường như những câu trả lời là không. Các em chỉ biết là mình được làm những thứ mình rất thích và rất giỏi, rất đam mê mà thôi. Vậy là các em hoàn toàn vô tội và không xứng đáng bị bất cứ một soi mói đời tư hay là chỉ trích nào. Vấn đề ở đây còn lại nằm ở phụ huynh, người giám hộ của các bạn nhỏ đang hoặc là sắp trở thành người nổi tiếng. Bởi chúng ta mới chính là người giúp vô tình hoặc là chủ động đưa các con nổi tiếng. Thưa quý vị, cũng dễ hiểu thôi, bởi theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường FTA, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng cho các dịch vụ kinh doanh sản phẩm của bà mẹ và trẻ em. Doanh số thị trường tăng trưởng trung bình tới 2,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vì thế mà những em bé hay là bà mẹ nổi tiếng luôn luôn được các nhãn hàng chú trọng như là một kênh tiếp thị hiệu quả. Và cũng dễ dàng tiếp cận rất nhiều những dịch vụ thuê KOL hoặc là KOC là chính các bạn nhỏ. Alo. Alo, mình đang muốn tìm một gia đình có em bé để quay kiểu review sản phẩm ấy. Nếu anh cần các nhà nổi tiếng và uy tín ấy thì nó sẽ không có khoảng giá nhất định mà người ta sẽ báo giá dựa vào cái content và lượt tương tác trên kênh người ta. Còn nếu mà anh muốn làm với các bạn vừa và nhỏ ra, những bạn Michael và Nano, thì các bạn ấy, thường các bạn chủ yếu sẽ là review đa ngành hàng, giá dao động trên từ 1 triệu đến 2 triệu một bạn. Thế cái tần suất mà kiểu có em bé xuất hiện ấy thì có nhiều không? Thường thì một số người ta không hạn chế con cho lên một bài tảnh nó chắc tầm dao động từ 10 đến 20 giây. Còn nếu mà những người không ngại thì người ta làm một cái clip về con mặc cái bộ đồ đấy, người ta review lại cảm thấy thoải mái nhau đấy. Vâng, dao động từ vài triệu tới vài chục triệu cho một cái gật đầu từ các tài năng nhí. Vậy là các con vừa được thể hiện đam mê, thử sức mình, còn gia đình thì cũng sẽ có thêm những khoản thu nhập. Nên ngày càng nhiều hơn chúng ta thấy sự xuất hiện của những talent nhí, những tài năng nhí ở đó.
Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhớ là về góc độ pháp luật thì quyền đối với hình ảnh của trẻ em thuộc quyền bí mật đời sống riêng tư. Theo đó, việc đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên, có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em. Đặc biệt mới đây, trong mục an toàn và sức khỏe cho trẻ vị thành niên, nền tảng TikTok cũng mới đưa ra những giới hạn mới để bảo vệ người dùng đang ngày một trẻ hóa của mình. Luật sẽ được áp dụng từ ngày 17 tháng 5 tới. Cụ thể thì sẽ chỉ được lập tài khoản khi mà trẻ đủ 13 tuổi trở lên. Tại một số quốc gia thì các em thậm chí phải đăng tải lên hình ảnh của chính mình chụp cùng với cha mẹ hoặc là người giám hộ hoặc là người lớn đáng tin cậy có vai trò xác nhận ngày sinh của các em. Giới hạn nội dung theo từng độ tuổi được đăng ký, đủ 16 tuổi trở lên thì người dùng mới đủ điều kiện hiển thị nội dung các clip ở mục dành cho bạn. Cung cấp chế độ cài đặt quyền riêng tư để hạn chế nội dung và tạo bộ lọc hiển thị. Ngoài ra, luật cũng nêu rõ giới hạn những nội dung hiển thị liên quan đến rối loạn ăn uống và tự cảm nhận cơ thể mình, các thử thách nguy hiểm, khỏa thân, nội dung sốc, gây rợn, hút thuốc hay là sử dụng rượu bia. Và để khép lại chuyện nóng ngày hôm nay, bên cạnh sự thay đổi của các nền tảng số thì trách nhiệm lớn nhất thuộc về gia đình của các em. Ví dụ như câu chuyện của em bé Bánh Bao từng là một em bé gây sốt trên cộng đồng mạng bởi sự đáng yêu về cuộc sống hàng ngày được bố mẹ của em chia sẻ. Sau đó thì gia đình đã phải đổi tên kênh TikTok của mình khi bị nhận những ý kiến trái chiều. Mạng xã hội hay còn gọi là thế giới ảo đang là một món ăn tinh thần của nhiều người, không chỉ với trẻ em. Sự phát triển của mạng xã hội đang mang lại nhiều lợi ích, nhưng với trẻ em khi mà hệ miễn dịch chưa đủ chắc khỏe thì lại là vấn đề khác. Đâu đó, chính cách mà bố mẹ bảo vệ con trước sự nổi tiếng mới là vấn đề. Và bây giờ hãy cùng tham khảo một vài cách mà những người trong cuộc đang thực hiện. Từ nhỏ thì Cherry là một em bé bộc lộ được cái khả năng năng khiếu nghệ thuật của mình rất là sớm. Mẹ cũng thử cho con tham gia vào nghệ thuật một chút xíu để xem là con có hợp tác hay không, có yêu thích hay không. Rất là may mắn vì là Cherry nhà mình lại vô cùng là hợp tác. Tâm lý chung của người làm cha làm mẹ khi con mình được nhiều người yêu quý vẫn luôn là sự vui mừng. Tuy nhiên với chị Lily, bên cạnh niềm vui ấy là một áp lực. Áp lực trong cái việc từ cái việc hình ảnh của con xuất hiện này đến cái việc là mình dạy dỗ con như nào này, nề nếp của con ra sao. Bởi vì con đi ra ngoài con tiếp xúc với rất là nhiều người, chỉ một hành động nhỏ thôi là một cái hành động vô thức của em bé, nhưng mà đôi khi mọi người lại đánh giá là cái sự dạy dỗ của mẹ như thế nào. Bản thân con thì từ cái việc make up mình cũng nhận được một vài ý kiến trái chiều là make up đậm cho con, tại sao cho con đi diễn nhiều thế, mang con đi cầy nhiều thế thì con học hành như thế nào. Nhưng mình phải làm sao mình cân bằng được, mình sắp xếp được cho cái việc đi diễn của con vào cuối tuần. Làm nội dung xoay quanh cuộc sống của một gia đình song ngữ, anh Nguyễn Hải Đăng vô tình thấy sự xuất hiện của con nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mình là cái người nhìn thấy cái sự đáng yêu, tài năng của các bạn ấy. Mình là cái người mà giúp cho sự đáng yêu đó, cái tài năng nó được thể hiện ra bên ngoài. Trước mỗi lần mà mình đi quay với nhau ấy, thì mình luôn luôn đặt câu hỏi cho các bạn nhỏ là các bạn có muốn tham gia vào cái movie âm nhạc này cùng với mình không? Thì các bạn ấy sẽ đưa ra quan điểm của bạn đấy và hoàn toàn có thể nói là muốn tham gia hoặc là không muốn tham gia. Nhận thức rõ mặt trái của sự nổi tiếng có thể tác động tiêu cực tới các em bé, chị Lily hay anh Hải Đăng đã có cách rất riêng để bảo vệ con mình trên không gian mạng. Ngoài cái việc là mình cần lên tiếng bảo vệ con mình, một phần thì mình luôn tránh cho con bình luận tiêu cực là mình đi ẩn đi. Bên cạnh đấy thì mẹ cũng luôn luôn tạo cho con một cái sự tích cực. Có một lượng người theo dõi nhất định rồi thì mình đang được coi là role model, có nghĩa là một hình mẫu để người ta nhìn thấy, người ta để học theo. Và một hình mẫu thì không có chuyện là hình mẫu này được làm sai nhiều. Cái sự nổi tiếng của con bạn càng ngày càng lớn ấy, thì giống như một con thuyền to và nó sẽ gặp càng ngày càng gặp sóng lớn. Nhiệm vụ của mình là phải dạy con làm sao để có thể vững vàng, để mạnh mẽ, để vượt qua những cơn sóng lớn. Những đứa trẻ đáng yêu và tài năng đều xứng đáng được nhận tình yêu thương của tất cả mọi người. Điều người lớn tạo ra ngày hôm nay sẽ là tiền đề cho cuộc sống những ngày sau của đứa trẻ. Vâng, chúng ta như là tôi với anh Phúc là những người mà có con nhỏ thì luôn luôn bị thu hút bởi những nội dung mà có sự xuất hiện của các em bé hay là những nội dung liên quan tới gia đình. Và rõ ràng là qua chuyện nóng ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là các con không thể chủ động tìm đến sự nổi tiếng mà tất cả nằm ở trách nhiệm của các nền tảng và của người lớn chúng ta. Đúng là như vậy và tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Và các em nhỏ thì không bao giờ là có lỗi cả, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Nếu đã yêu mến các em thì chúng ta, những người dùng mạng xã hội, dẫu xa lạ nhưng cũng cần có trách nhiệm để bảo vệ và nuôi dưỡng những tài năng đó, đúng không ạ?
Và điều quan trọng nhất khi mà nuôi dưỡng được tài năng đó thì cái tài năng đó sẽ không bị mai một trong tương lai. Và điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ không tạo nên một thế hệ bị tổn thương bởi chính nền tảng tạo ra tên tuổi của các em. Và đó là nội dung của Chuyện Nóng ngày hôm nay.